Tôi là chú công an chuyên bắt trẻ nhỏ không nghe lời cô giáo, quấy phá, không xem tivi. Hôm nay trong khi đi tuần tra tôi đã bắt được 20 đứa trẻ. Tôi đang xuống nhà cô anh bắt 20 đứa trẻ lì lợm nữa. Mấy đứa ơi, nếu mấy đứa không muốn chú bắt vào tù thì hãy ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Ăn không đổ ra đất và ngủ trưa chứ không vậy thì chú sẽ không bắt đứa nào hết. Mà nếu lì lợm thì chú bắt vào tù. Nếu mà vào tù thì mấy đứa sẽ xa ba mẹ, ông bà và không được ăn uống hay đáy gì hết. Chú sẽ lấy cái còng số 8 còng tay còng chân và dốt vào tù. Không được đi chơi hoặc đi học mà ở tù luôn. Nên là mấy đứa hãy cố gắng nghe lời thầy cô, ba mẹ và học thật giỏi nha. Nhớ lời chú và nghe lời người lớn thật giỏi, để trở thành con ngoan trò giỏi của ba mẹ. Thầy cô thì chú sẽ không có bắt mấy đứa.